bấy giờ trường giả giải thoát do nhờ sức căn lành quá khứ oai lực của đức phật sức nghĩ nhớ của văn thủ sư lợi đồng tử nên liền nhập vào môn tam muội bồ tát tên là phổ nhiếp tất cả cõi phật vô biên toàn đà la ni nhập vào tam muội đó rồi đắc được thân thanh tịnh ở trong thân đó hiển hiện mười phương mỗi phương đều có các đức phật nhiều như số hạt bụi cõi phật và cõi nước phật chúng hội đạo tràng đủ thứ quang minh các việc trang nghiêm cũng hiện các đức phật đó thuở xưa sở hành thần thông biến hóa, tất cả đại nguyện pháp trợ đạo, các hạnh xuất ly thanh tịnh trang nghiêm cũng hiện chư Phật thành đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Tất cả như vậy ở trong thân đó, thảy đều hiển hiện ra, không có sự chướng ngại. Đủ thứ hình tướng, đủ thứ lớp, như xưa mà trụ, chẳng tạp loạn nhau, đó là đủ thứ cõi nước. Đủ thứ chúng hội, đủ thứ đạo tràng, đủ thứ nghiêm sức, trong đó chư Phật hiện đủ thứ thần lực, lập đủ thứ thừa đạo, bày đủ thứ nguyện môn, hoặc ở nơi một thế Thế giới cung đâu xuất mà làm Phật sự, hoặc ở nơi một thế giới ẩn cung đâu xuất mà làm Phật sự. Như vậy, hoặc có trụ thai, hoặc lại đản sinh, hoặc ở trong cung, hoặc lại xuất gia hoặc đến đạo tràng, hoặc phá ma quân, hoặc chư thiên long cung kính vây quanh, hoặc các thế chủ thỉnh cầu thuyết pháp hoặc chuyển bánh xe pháp, hoặc vào niết bàn, hoặc chia xá lợi, hoặc xây chùa tháp các như lai like đó ở trong đủ thứ chúng hội đủ thứ thế gian đủ thứ cõi sinh đủ thứ gia tộc đủ thứ dục lạc đủ thứ nghiệp hạnh đủ thứ tiếng nói đủ thứ căn tánh đủ thứ phiền não tùy miên tập khí trong các chúng sinh hoặc nơi đạo tràng vi tế hoặc nơi đạo tràng rộng lớn hoặc nơi đạo tràng rộng một do tuần hoặc nơi đạo tràng rộng mười do tuần hoặc nơi đạo tràng rộng bất khả thuyết bất khả thuyết do tuần nhiều như số hạt bụi cõi phật dùng đủ thứ thần thông, đủ thứ lời lẽ, đủ thứ âm thanh, đủ thứ pháp môn, đủ thứ môn tổng trì, đủ thứ môn biện tài, dùng đủ thứ biển thánh đế, đủ thứ vô úy đại sư tử hống, nói đủ thứ căn lành của các chúng sinh, đủ thứ nghĩ nhớ, đủ thứ Bồ Tát thọ ký, nói đủ thứ các Phật Pháp. Hết thảy lời nói của các như lai đó, thiện tài đồng tử đều nghe lãnh thọ được, cũng thấy tam muội thần thông không thả nghĩ bàn của chư Phật và các Bồ Tát. Bấy giờ trưởng giả giải thoát từ tam muội dậy bảo thiện tài đồng tử rằng thiện nam tử ta đã nhập xuất môn giải thoát như lai vô ngại trang nghiêm thiện nam tử khi ta nhập xuất môn giải thoát này thì liền thấy thế giới diêm phủ đàn kim quang minh ở phương đông đức như lai Long tự tại vương, ứng tránh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát tỳ lô giá na tạng, làm thượng thủ, lại thấy thế giới tốc tật lực ở phương nam như lai phổ hương ứng tránh đẳng giác đạo tràng chúng hội vây quanh bồ tát tâm vương làm thượng thủ lại thấy thế giới hương quang ở phương tây như lai tu di đăng vương ứng tránh đẳng giác đạo tràng chúng hội vây quanh bồ tát vô ngại tâm làm thượng thủ